Hello anh em, video này mình lại tiếp tục giải cái trứng phục sinh và cái Enigma của dự án Rocky Rabbit ngày 18 tháng 9 năm 2024 nha anh em. Rồi, mới vào thì anh em cứ tóc vào màn hình một ít nha anh em để chứng minh mình không phải là bot nha. Mình nhắc rất nhiều video cho anh em. Rồi thứ hai, anh em vào cái mục kiếm ở đây nè để chúng ta bắt đầu giải ha. Thì ở đây nó có 3 nhiệm vụ hàng ngày nè, chúng ta cứ giải hết những cái nhiệm vụ này là ok nha. Thứ nhất á, là anh em nhấn vào cái chỗ điểm danh hàng ngày nè thì nó sẽ tính từ thứ hai cho tới chủ nhật ha. Thì hôm nay là thứ ba thì anh em bấm kiểm tra này đó thì chúng ta nhận nha. Rồi về cái trứng phục sinh thì anh em nhấn vào ha. Đây thì mình sẽ hướng dẫn anh em tìm ba cái thị trứng phục sinh trong ngày hôm nay để chúng ta nhận được một triệu điểm nha. Thì đối với cái kèo này thì ngày 22 nó sẽ chốt và nó trả Aerobe cho chúng ta. Chỉ còn có 4 ngày nữa thôi cho nên anh em tranh thủ nha. Làm hết những cái nhiệm vụ. Rồi cái trứng đầu tiên thì anh em nhớ nhấn vào cái chục mưa, cây mục mỏ đây nè. Rồi cái mục mỏ thì anh em kéo xuống dưới nha. Cái thị đầu tiên nó nằm bên một chiến binh và nâng cấp luôn nha. Đây, cái thỉ này là thỉ đầu tiên nha anh em. Cái thỉ này nè, nó nằm ở đây ha, tập luyện kỹ thuật nè. Đó, anh em sẽ thấy cái thỉ trống phục sinh của anh em nằm này, anh em kích vào. Ok này. Rồi. À, cái thỉ thứ hai thì nó cũng nằm bên một chiến binh luôn nha anh em, chiến binh luôn nhưng mà nó ở yêu cầu ha. Rồi anh em lại kéo xuống dưới nha, tìm đến cái thỉ là cái bữa trưa này anh em, đây. Cái thỉ này nha, bữa tối chứ. Anh em nhấn vào tìm cái thỉ này ha, rất là đơn giản nha, rất là nhanh ha anh em. Rồi mình đi đến cái thị cuối cùng thì nó nằm bên một màu hiểm nha anh em. Đây chuyển qua ha. Thì nó cũng ở chiến binh 3 thị là ở chiến binh hết nhưng mà thị đầu là ở nâng cấp thị 2 yêu cầu và thị 3 là màu hiểm ha. Anh em kéo xuống dưới cùng anh em thì cái thị này nó nằm ở cái thị là tổ chức sự kiện thể dục có thương hiệu nè. Anh em nhấn vào nha. Đó rất là đơn giản nha anh em. Rồi xem video hàng ngày của mình là anh em sẽ biết cách giải nha. Rồi anh em nhấn, nhấn vào này yêu cầu một triệu điểm nha. Đã xong nha anh em thì mình đi đến cái enigma của dự án luôn. Thì anh em có thể là kéo qua sau đó chúng ta sẽ thấy cái NMA đây. Chúng ta nhấn vào để chúng ta giải luôn nha anh em để nhận 2,5 triệu điểm hàng ngày. À, có nhiều anh em người mới nhắn tin cho mình là cái cách sắp xếp không có biết, tức là anh em nhấn vào cái chữ đó và anh em kéo tới bỏ vị trí cần vị trí mà anh em chụp lại màn hình xem video của mình đó để anh em giải nha cho nó dễ ha. Ví dụ như anh em nhấn vào cái chữ số 1 ha, chữ mắt này là số 1 nè, anh em kéo mà, nhấn và đề kéo là rồi bỏ ra này, đó nó sẽ nằm ở vị trí số 1. Ở vị trí số 3 là cái chữ flood này thì nó nằm im nha anh em ví như cái chữ Henry này nè cái chữ này ha nó nằm ở vị trí số 5 thì anh em nhấn vào nha nhấn vào sau đó anh em thả tới vị trí số 5 đó rất là đơn giản ha là nó nằm sẽ vị trí số 5 Ok thì anh em cứ làm như vậy tương tự những ký tự còn lại nha thì mình sẽ sắp xếp xong à, và anh em chụp màn hình lại để anh em giải nha rồi đây là cái kết quả 12 ký tự mình đã sắp xếp xong thì anh em bấm xác thật chính xác thì nó sẽ cho chúng ta nhận 2,5 triệu điểm nha. anh em bấm yêu cầu giải thưởng nè và khi mà nó hiện lên chữ màu xanh này thì anh em cứ chụp màn hình lại nha. Cái chữ màu xanh này là cái chính xác nhất của cái dự án nha. Ok, mình đã xong rồi anh em. Thì à, uh, hàng ngày anh em nhớ ha, xem video của mình thấy hữu ích nhớ đăng ký nhấn like kênh nha. Anh em cứ xem video chụp lại màn hình và anh em giải nha. Và cái cái mà quan trọng nhất để nó trả em anh em là cái tổng thu nhập ở đây. Thì nó đã có thông báo trên kênh của nó rồi cho nên anh em cứ tập trung ha uh, tích lũy xu. Uh, còn cái việc mà chúng ta đạt được xu ở đây uh, thì chúng ta có thể nâng cấp nha, nâng cấp những cái thẻ lên để chúng ta có thể là tăng thu nhập uh, lợi nhuận hàng giờ. Ok nha. Uh. Rồi à, mình đã hướng dẫn chi tiết cho anh em cái cách giải à, cái trúng phục sinh Enigma của cái dự án Rabbit -E à, ngày 19 ngày 18 tháng 9 năm 2024 anh em thấy video hay hữu ích đăng ký like kênh nha. Bye bye.